có ý tứ gì? Tiêu huynh, người còn chưa hiểu hay sao? Mặt nạ dần dần chóc ra, biểu lộ của Minh vô nhai cũng dần dần trở nên dữ tận, cái nụ cười ấm áp kia tan vỡ một nửa, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị cùng với khủng bố. Võ giả chúng ta, phấn đấu cả một đời còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì mạnh hơn, mình vô nhai dùng thời gian mấy chục năm thúc đẩy tam anh hội đến đỉnh phong mà theo thế lực tam anh hội tăng trưởng cũng có nhiều tư nguyên hơn để hắn đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, nhưng điểm này cũng đã sớm không có cách nào thỏa mãn hắn, hắn không cam tâm ngừng bước tại cấp độ võ đạo tông sư, hắn còn muốn trở nên mạnh hơn. Không sai, hắn muốn vượt qua cảnh giới võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư, ở trong đại thế giới trung thổ chính là cường giả đỉnh cao, bất luận là hậu thiên hay là tiên thiên, cho dù xem như là tiên thiên đỉnh phong, hợp đạo tôn giả, ở trong mắt của võ đạo tông sư cũng không đáng giá được nhắc tới, nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là võ đạo tông sư chính là mức cực hạn trên con đường võ đạo, nhất là đối với những võ đạo tông sư kia mà nói, càng là như vậy. Sau khi đạt tới cực hạn hợp đạo tôn giả, rõ ràng võ đạo của bản thân, khắc họa võ đạo ở trên hợp đạo kim đan, sau đó dùng kim đan đà thông với thiên địa mới có thể thành tựu võ đạo tông sư. Cho nên võ đạo tông sư ở trong mắt của thế nhân hẳn nên được gọi là cảnh giới vạn pháp quý nhất vạn pháp quý nhất, toàn bộ võ đạo của bản thân quy tụ về kim đan, nhân lực thông thiên, tất cả võ đạo tông sư ở trong thiên hạ đều ở trong cái cảnh giới này. Như vậy ở phía trên cái cảnh giới này lại là dạng cảnh giới gì đây? Hỏa luyện kim đan, bình vô nhai chậm rãi phun ra bốn chữ này mà sắc mặt của tiêu nguyên thần cũng hơi đổi một chút, hắn mặc dù xuất thân từ loại địa phương nhỏ như tiêu gia nhưng cũng không phải là loại võ giả xuất thân tầm thường kia, võ giả tán tu tầm thường chỉ sợ là chỉ biết cảnh giới vạn pháp quy nhất, nhưng Tiêu Nguyên Thần thì lại không giống, tiền tổ Tiêu gia ngày xưa, tự hiệp Tiêu Hạo Nhiên nếu như chỉ có cảnh giới võ đạo tông sư, làm sao có thể lấy sức một mình chống đối sự xâm lấn của 36 quốc Tây vực cùng với bái hỏa ma giáo đây, cho nên đối với cảnh giới phía trên vạn pháp quy nhất, Tiêu Nguyên Thần là có sự hiểu biết, vạn pháp quy nhất chính là rèn luyện kim đan của bản thân đến tình trạng không bị do gì Kim Đan không bị dò gì, Cầu Thông Thiên Địa có thể nói đã là thần tiên mặt đất ở trong mắt của thế nhân, nhưng lực lượng thiên địa làm sao có thể bị phàm nhân tùy ý rút đi, ở trong thiên hạ cũng không có lực lượng lấy hoài không hết, nếu như người người đều có thể tùy tiện rút lực lượng thiên địa ra, vậy thì cái thiên địa này đã sớm khô cạn, cho nên sau khi võ đạo tông sư đạt tới một trình độ nhất định, thiên địa sẽ bắt đầu phản phệ võ giả. Võ đạo tông sư nếu như có thể lấy tu vi bản thân ngăn cản được thiên địa phản phệ, vậy liền có thể tiến thêm một bước, trở thành võ giả hòa luyện kim đan, còn nếu như không chịu nổi, vậy dĩ nhiên là sẽ hóa thành cho bụi, từ đó tiêu tán giữa thiên địa, tu vi bản thân cũng sẽ phụng dưỡng thiên địa, quay về tự nhiên. Mà thiên địa phản phệ, há lại là đồ vật đơn giản, đúng như là cái danh xưng hòa luyện kim đan này vậy, thiên địa phản phệ chính là hòa, tam vị chân hòa, lấy lửa trong đá, lửa trong gỗ, lửa trong bầu trời thiêu đốt kim đan, khảo nghiệm võ đạo, nếu như kim đan không bị dò gì, nội tình thâm hậu, vậy thì dĩ nhiên có thể độ qua khảo nghiệm tam vị chân hỏa này, từ đó tiến thêm một bước, thể nội tự thành thiên địa, từ nay về sau thoát khỏi trói buộc thiên địa, lại không nhận phải nguy hiểm thiên địa phản vệ nữa. Đình vô nhai ta tu luyện trong 100 năm, vào 40 năm trước đã đột phá đến võ đạo tông sư, sau đó ẩn cư trong sơn trang phong tuyết tiến hành bế quan trong 40 năm tu vi đã đã sớm đạt đến võ đạo tông sư cực hạn, nếu như không phải ta lấy bi pháp áp chế, chỉ sợ là vào năm năm trước, tam vị chân hòa đã giáng lâm lên trên người của ta. Thì ra là thế, cho nên ngươi mới thành lập cái tế đàn này. Nói đến đây, trên mặt của tiêu nguyên thần rút cục cúng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, ngươi không có tự tin vượt qua khảo nghiệm tam vị chân hòa. Không phải là không có tự tin, mình vô nhai lắc đầu nói, mà căn bản là không có khả năng người mới vừa vặn đột phá, còn có từ 100 đến 200 năm tuổi thọ, căn bản không thể cảm giác ra được chỗ kinh khủng của tam vị chân hòa. Bây giờ xem ra vào lúc ban đầu ta không nên vì đột phá mà không ngừng tu luyện, nếu không cũng sẽ không đối mặt với uy hiếp của tam vị chân hòa sớm như vậy, đang chết. Mình vô nhai đấm ngực dậm chân nói, trên mặt mang theo hối hận nồng đậm. Ta đã có thể cảm thụ được, nếu như không làm cái gì cả chỉ sợ nhiều nhất là ba năm nữa tam vị chân hỏa sẽ chân chính giáng lâm mà đến lúc đó ta cũng sẽ hoàn toàn chết đi tiêu gia chủ người hãy tự vấn lòng xem người có thể tiếp nhận kết cục như vậy hay sao tiêu nguyên thần nhích nhích miệng nghĩ thầm tiếp nhận làm sao có thể tung hoành một đời khủng báo một phương trong gần trăm năm cuối cùng chết bởi một đoàn tam vị chân hòa đây quả thực là vũ nhục không sai chính là vũ nhục mình vô nhai lớn tiếng nói hiển nhiên là nhìn ra ý nghĩ của tiêu nguyên thần. Cho nên ta mới muốn đột phá. Vì vậy ta mới thành lập tòa tế đàn triệu hoán tà thần này, nói đến đây, mặt nạ nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của mình vô nhai rốt cục đã triệt để chóc ra. Thay vào đó thì là vẻ điên cuồng cùng với dữ tận, ta có một môn thần công chuyển di, chỉ cần có thể triệu hồi ra tà thần trong hư không, ta lại thi triển thần công chuyển di, chuyển rời tam vị chân hòa lên trên người của tà thần, ta liền có thể vượt qua một kiếp này. Không chỉ có như thế, đến lúc đó ta còn có thể tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới võ đạo tông sư, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Mặc dù làm như vậy là có nguy hiểm nhất định, nhưng tiêu gia chủ, người cảm thấy cái nguy hiểm này có đáng giá để dấn thân vào hay không? Đương nhiên là đáng giá. Tiêu Nguyên Thần gật đầu một cái nói, bất quá chuyện này thì có quan hệ gì với ta? Tiêu Nguyên Thần vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển, tiến về phía cửa ra ở phía sau lưng, không biết vì sao. Ánh mắt của mình vô nhai khiến cho dự cảm không tốt ở trong lòng của hắn càng trở nên nồng đậm. Làm sao lại không có quan hệ, mình vô nhai dường như cũng nhìn ra sự cảnh giác của tiêu nguyên thần, nụ cười trên mặt cũng càng thêm phóng đại, mặc dù những năm gần đây ta phí hết tâm tư. Lúc này mới tạo dựng lên tòa tế đàn này, nhưng Trung Quy vẫn còn kém không ít, muốn triệu hồi ra tà thần có thể chịu đựng tam vị chân hòa, bằng vào những tế phẩm này là còn thiếu rất nhiều. Ta cần càng nhiều tế phẩm hơn, cần tế phẩm càng mạnh hơn nói thí dụ như, Bình vô nhai nhìn chằm chằm về phía tiêu nguyên thần, nói ra, một vị võ đạo tông sư, ầm ầm. Thoại âm của minh vô nhai vừa dứt, toàn thân của tiêu nguyên thần liền bỗng nhiên bạo phát ra ma khí ngất trời, hạo nhiên kiếm ra khỏi vò, mang theo bốn chữ lớn đen kịch chính khí trường tồn hiện lên ở trong hư không, một dòng sông ma khí gào thét mà ra, hung hăng đánh về phía minh vô nhai, giống như trời sập. Hừ! Bình vô nhai cũng không đánh trả, chỉ là dùng hai tay kết ấn, đánh ra một cái pháp quyết. Một giây sau, tiêu nguyên thần chỉ cảm thấy phần bụng quặn đau một trận, sau đó kinh mạch toàn thân thế mà đều co quắp một trận, dẫn đến cương khí trở nên rối loạn, kéo theo dòng sông ma khí sụp đổ trong nháy mắt, không còn uy thế trước đó. Người! Ta làm sao? Mình vô nhai khẽ cười nói, tiêu gia chủ có phúc lớn, đây chính là rượu độc mà tam anh hội chúng ta giao dịch cùng với đại sư miêu cương đạo, lúc này mới lấy được. Nghe nói là dùng 7749 loại độc trùng ngâm mà thành, cho dù là tam anh hội chúng ta có đại nghiệp to lớn, cũng chỉ có một bình như vậy mà thôi, mà ngươi cũng đã uống hết. Tiêu nguyên thần lộ ra thần sắc dữ tận, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình vô nhai còn xưng huynh gọi đệ với hắn vào mấy ngày trước đây, thế mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Tiêu nguyên thần cho tới nay đều tin tưởng thiên hại nhồn nháo chính là vì lợi ích, lợi ích động nhân tâm, cho nên hắn mới lựa chọn hợp tác cùng với mình vô nhai, hơn nữa đã sách ra đầy đủ lợi ích ở dưới tình huống không có xung đột lợi ích, tiêu nguyên thần tự tin là minh vô nhai tuyệt đối sẽ không làm khó xử hắn, hơn nữa cũng sẽ trợ giúp bản thân hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở phía sau minh vô nhai còn có kế sách như thế. Nhật thời không quan sát, chúng phải ám toán, bản thân còn trực tiếp bước vào bên trong tử cục. Đáng chết, vì sống còn, tiêu nguyên thần cũng không tiếp tục giải ruộng nữa, mà trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, dùng sức đập vào bên trên hạo nhiên kiếm, trong chớp mắt hạo nhiên kiếm liền vỡ vụn thân kiếm đứt gáy bị ma khí của tiêu nguyên thần xâm nhiễm nhưng sau một giây từ trong thân kiếm đứt gáy lại hiện ra ánh sáng màu trắng vô tận đó là hạo nhiên chính khí chân chính ánh sáng giống như mặt trời giáng lâm ngay cả huyết khí ở trên tế đàn cũng đều bị xua tan ánh sáng vô tận bao phủ tiêu nguyên thần cuối cùng không lùi mà còn tiến tới hùng hăng đụng thẳng về phía minh vô nhai ồ tiêu huynh không chạy trốn sao Đình vô nhai thấy tiêu nguyên thần không chạy trốn mà còn đánh về phía hắn, không khỏi lắc đầu, rất có vài phần bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cũng được, xem ra ở trong lòng của ngươi vẫn còn ôm hy vọng may mắn, tiêu huynh. Đình vô nhai đưa tay vung lên trong hư không, từng cơn sóng gợn dập dờn, một chuôi trưởng đao yển nguyệt đúng là trực tiếp được hắn rút ra từ bên trong hư không, bổ ra một đao về phía tiêu nguyên thần đang hóa thân thành hạo nhiên đại nhật. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời liền vào thét mà ra từ đao phong yển nguyệt, phẳng phất như là thiên địa cũng bị xé rách vậy. Bất quá chỉ trong chốc lát, khi thế hạo nhiên đại nhật ngập trời kia liền bị một đao của Minh vô nhai xé ra, lộ ra thân ảnh của tiêu nguyên thần ở trong đó. Từ trên xuống dưới thân thể hiện ra một vết đao sâu hoắm, mang theo một mảnh máu tươi, cuối cùng nện vào trong vách đá ở bên cạnh tế đàn. Chúng độc còn muốn khoe khoang, tiêu huynh, xem ra ta đã quá coi trọng ngươi. Bất quá tiêu huynh cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhìn tiêu nguyên thần đã hôn mê, mình vô nhai lắc đầu, nhưng lúc này hắn lại không phát giác được. Ở bên trong hạo nhiên chính khí tiêu tán, có một đạo hào quang nhỏ đến mức không thể thấy trực tiếp rơi vào trong lòng đất tế đàn, biến mất không còn tâm tích. Tiêu gia ở trong thời gian gần đây có thể nói là sống không dễ chịu. ngày đó ở dưới sự điều đình của Minh Vô Nhai, nhóm người Trần Khuynh Địch không còn động thủ, mà từ đó về sau, người của các thế lực khác tự nhiên cũng không chịu đi làm chim đầu đàn. Cũng đã tán đi, nhưng cho dù vậy, tiêu lâm thân vẫn có thể cảm giác được như cũ ở góc lớn góc nhỏ trong tiêu thành đều có thám tử của các đại thế lực tin tưởng chỉ cần ở bên tam anh hội có một chút biến cố chỉ sợ là tiêu gia liền muốn dẫm lên vết xe đổ bất quá còn may là tam anh hội coi như là giữ chữ tín sau đó lập tức phái người tới tiếp đãi tiêu gia ở dưới sự giúp đỡ của bọn hắn tiêu gia đã rời vào trong địa bàn của tam anh hội mặc dù bởi vì vậy mà biến thành người bị quản chế nhưng tóm lại là cũng đã thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc chỉ không biết là gia chủ rút cuộc đã trao đổi như thế nào với minh hội chủ. Nghĩ đến việc tiêu nguyên thần đã tiến về sơn trang phong tuyết, tiêu lâm thân bất đắc dĩ thở dài, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra quang cảnh ở tiêu thành ngày xưa. Có lẽ là người đã già hay nhớ lại quá khứ đi, tiêu lâm thân gần đây thường xuyên nhớ tới lúc còn trẻ, vào thời gian mà hắn chiến đấu nhiệt huyết cùng với các đệ tử tiêu gia ở trong tiêu thành chống cự Tây vực xâm lấn, lúc kia các đệ tử tiêu gia đồng tâm hiệp lực, mặc dù luôn có sinh ly tử biệt, nhưng cũng là một đoạn thời gian không tệ, chỉ đáng tiếc là mọi thứ đều đã biến mất. Không trở về được, cũng sẽ không trở về nữa. Tiêu lâm thân lắc đầu, kể từ khi hắn biết hành động của rất nhiều thế lực trong tiêu thành, biết được hy sinh to lớn mà tiêu gia phải bỏ ra trong 400 năm kia, tiêu gia cũng thể trở lại như lúc trước nữa, so với quá khứ chống cự Tây vực, hộ vệ Trung Nguyên, hắn và tiêu nguyên thần thậm chí là tuyệt đại đa số người tiêu gia đều lựa chọn một cái khác, chính là sự huy hoàng của tiêu gia. Không phải là huy hoàng xây dựng ở bên trên thanh danh cùng với cái gọi là hiệp nghĩa, mà là huy hoàng chân chính. Cũng chính là hùng báo một phương, phòng khoáng tự do, làm cho tất cả mọi người không dám âm thầm tính toán đệ tử tiêu gia. Đây mới là lý do chân chính tiêu lâm thân lựa chọn ủng hộ tiêu nguyên thần, hơn nữa còn một mực ủng hộ cho tới bây giờ, thậm chí là không tiếc phản bội lão tổ tiêu gia, vứt bỏ tiêu thành gián tiếp làm hại Trung Nguyên, đương nhiên Tiêu Lâm Thân cũng sẽ không phủ nhận, hắn cũng muốn đi nhìn, nhìn phong cảnh ở phía trên cảnh giới hợp đạo tôn giả. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Không tốt, không tốt, đột nhiên tiếng kinh hô truyền tới từ cửa ra vào đã kéo Tiêu Lâm Thân trở lại từ trong hồi ức, sau đó chỉ thấy một vị đệ tử Tiêu gia lộ ra gương mặt kinh khủng trực tiếp vọt vào bên trong đại điện, thậm chí là không có bận tâm đến quy củ của tiêu gia, bực bộ dáng hốt hoảng này lập tức khiến cho tiêu lâm thân nhướng mày. Tỉnh táo, tiêu lâm thân chậm rãi mở miệng, thanh âm già nua mang theo vài phần cương khí chấn động, trấn an đệ tử tiêu gia đang hốt hoảng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ, gia chủ. Hửm. Nghe được hai chữ gia chủ này, sắc mặt của tiêu lâm thân liền lập tức biến đổi, thế nhưng lời nói của tiếp theo của đệ tử tiêu gia lại khiến cho tâm thần của tiêu lâm thân ngây ngốc trong chốc lát. Mệnh bài của gia chủ đã vỡ nát, hả? Tiêu lâm thân hấp hái mắt, mấy giây về sau mới phản ứng lại, há to miệng, khô khóc nói, vỡ nát, mệnh bài, điều đó là không có khả năng, ầm ầm trong chớp mắt, khí tức toàn thân của tiêu lâm thân không thể ức chế tuôn trào ra, khí tức hợp đạo tôn giả nhất lên một trận gió mạnh mà mắt trần có thể thấy trong đại điện. Khí tức mênh mông phẳng phất như một tòa núi lớn ép xuống vậy, thậm chí là làm cho mặt đất ở dưới đại điện đều bị đè ra từng vết nứt. Nguyên thần thế nhưng là võ đạo tông sư. Phóng nhãn ra toàn bộ ung châu đạo, ai có thể giết hắn. Coi như là người hành tàu trong thiên hạ của thuần dương cung kia cũng không có khả năng giết hắn. Hơn nữa lúc trước hắn thế nhưng là tiến về Sơn Trang Phong Tuyết làm khách, có minh hội chủ ở trong sân Trang Phong Tuyết, tổng cộng là hai vị võ đạo tông sư, tiêu nguyên thần làm sao có thể, có thể. Lời nói của tiêu lâm thân bỗng dưng im bặt, tiến về Sơn Trang Phong Tuyết làm khách, minh hội chủ của Sơn Trang Phong Tuyết, mệnh bài vỡ nát. Tam Anh Hội Làn càn ghế gỗ sam ở bên cạnh trực tiếp bị tiêu nguyên thần bóc nát, vị đại trưởng lão tiêu gia dần dần già đi này, lúc này lại giống như đầu hùng sư giận dữ, dâu tóc dựng lên hai mắt lộ ra màu máu cùng với điên cuồng nồng nặc, nhưng ở phía sau lại cũng lộ ra mấy phần bất lực cùng với tuyệt vọng. Tiêu Nguyên Thần đã chết, nếu thật sự là như thế, vậy thì tiêu gia chẳng phải là... Doạt! Còn chưa chờ tiêu lâm thân kịp phản ứng, đột nhiên, một đạo ánh sáng trắng hiện lên từ dưới chân của hắn, sau đó trực tiếp chui vào bên trong túi chữ vật của hắn sau đó túi chữ vật tỏa ra hòa quang, một khỏa đại ấn màu trắng phi ra từ trong túi chữ vật của tiêu lâm thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ba động tinh thần kịch liệt. Đây là đại ấn gia chủ, đây là quy củ đặc thù của tiêu gia, xưa nay đại ấn gia chủ đều là do đại trưởng lão tiêu gia nắm giữ, mà không phải là gia chủ, mục đích chính là để hạn chế quyền lợi của gia chủ. Bất quá ngoại trừ cái phương diện này, đại ấn gia chủ còn có một cái tác dụng khác, đó chính là chứa đựng phân hồn của lịch đại gia chủ tiêu gia bây giờ cái này đại ấn gia chủ thế mà hào quang tỏa sáng, đại trưởng lão. quả nhiên, ở dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tiêu lâm thân, ở bên trong đại ấn gia chủ, thanh âm thuộc về tiêu nguyên thần chậm rãi truyền ra. nguyên thần, người không có việc gì sao? không đúng, thoại âm của tiêu lâm thân vừa dứt, tiêu lâm thân liền phản ứng lại, nếu như tiêu nguyên thần không có việc gì, làm sao lại kích hoạt đại ấn gia chủ? đại trưởng lão, thời gian rất cấp bách, mình vô nhai của tam anh hội âm thầm tổ chức tế tự tà thần, vì thế hắn không chỉ giết một vạn vị võ giả ở Ung Châu Đạo, mà hắn nhất định sẽ còn tìm đến tiêu gia. Tên tặc nhân này thay đổi thất thường, ta đã suy nghĩ kỹ càng, tiêu gia nhất định phải lập tức làm ra ứng đối, nếu không tất nhiên sẽ diệt vong. Gia chủ Ngày ta Đi tìm Trần Khuynh Địch đi tìm người hành tàu trong thiên hạ của thuần dương cung bên trong đại ấn gia chủ thanh âm của tiêu nguyên thần lộ ra sự hết sức kiên quyết hắn đã trùng ám toán của minh vô nhai nhưng vào thời điểm tự bảo hạo nhiên kiếm cũng phải đưa ra một sợi thần niệm này hắn đã nghĩ kỹ hết thảy hắn có thể chết nhưng tiêu gia không thể vong Tạm anh hội là không có cách nào dựa vào các thế lực khác ở trong ung châu đạo thì vẫn kém một bậc vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi tìm người hành tàu trong thiên hạ của thuần dương cung kia nhớ kỹ. Đi tìm Trần Khuynh Địch. Lập tức lên đường. Nếu không thì sẽ không kịp thời gian, thanh âm dần dần suy yếu, ánh sáng trắng bên trên đại ấn gia chủ cũng càng ngày càng ảm đạm. Hiển nhiên là sự thần niệm này của tiêu nguyên thần cũng càng ngày càng yếu, không thể kiên trì được bao lâu. Nguyên thần, tiêu lâm thân hô lên kinh hãi, mà ánh sáng thì dần dần ảm đạm, thanh âm của tiêu nguyên thần vẫn không chuyển ra. Thẳng đến khi ánh sáng bên trên đại ấn gia chủ sắp triệt để tiêu tán, thanh âm của tiêu nguyên thần mới thăm thẳm chuyển ra. Không thể làm cho tiêu gia trở nên càng thêm huy hoàng. Thật xin lỗi, tiêu gia về sau, xin nhờ ngài. Vừa dứt lời, đại ấn gia chủ liền mất đi tất cả lực lượng, rơi xuống từ trong không trung, nặng nề rơi xuống đất, mà gần như đồng thời. Chuyển mệnh lệnh của ta, lập tức tiến về tiêu gia, bắt toàn bộ bọn hắn trở về, xem như tế phẩm tế đàn ta muốn dùng toàn bộ tiêu gia xem như là tế phẩm sau cùng. Tuyên bố ra bên ngoài là tiêu nguyên thần tu luyện ma công ám hại bản tọa, các ngươi chính là trừ hại vì võ lâm, tiêu diệt tiêu gia ma đạo, giúp đỡ chính nghĩa, ở dưới mệnh lệnh của Minh Vô Nhai. 12 vị chiến tướng, 10 vị luyện thần phán hư cùng với hai vị hợp đạo tôn giả Tam Anh Hội, mang theo hơn 8 thành võ giả của Tam Anh Hội, giống như hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ập ra, giết về phía tiêu gia vừa mới tọa lạc ở Hà Nhạc Thành chưa tới một ngày. Tốt! vậy thì cứ tiến hành theo kế hoạch. Sau khi chỉnh đốn một ngày, nhóm người Trần Khuynh Địch tụ tập ở trong gian phòng lần thứ hai, ngoại trừ Trần Khuynh Địch, bốn nữ đều mang theo biểu lộ hết sức kích động. Mấu chốt nhất tự nhiên là Trần Sư Huynh, chỉ cần Sư Huynh có thể thuyết phục Minh vô nhai cùng nhau tiêu diệt tiêu nguyên thần, chúng ta liền lấy thế xét đánh không kịp bưng tay triệt để tiêu diệt tiêu gia. Lần này chúng ta là đánh bất ngờ, khiến cho tiêu gia trở tay không kịp, cho nên cũng không cần sự trợ giúp của các thế lực khác bằng vào nhân thủ mang tới từ thuần dương cung cũng đã đủ rồi nói đến đây lồng mày của trần tiên tiêm đột nhiên nhíu lại nói đúng rồi kỳ thật gần đây ta cảm thấy bình cảnh võ đạo có một chút nới lòng, cũng có một chút cảm ngộ đối với cảnh giới luyện thần phản hư dương xuân hử lạnh làm như là chỉ có một mình ngươi có cảm ngộ vậy ta cũng vậy ta ta cũng vậy trần khuynh địch còn mẹ nó lúc này mới bao lâu các ngươi đều có cảm ngộ, đừng nói là sau lần tiêu diệt tiêu gia này các ngươi liền tâm niệm thông suốt, sẽ trực tiếp đột phá đến luyện thần phản hư đó chứ. Sư Huynh, Huynh sao thế? Sắc mặt của Huynh hơi khó coi. Trần Tiêm Tiêm bén nhạy chú ý tới thần sắc của Trần Khuynh Địch, lập tức tới gần, đặc biệt ôn nhu nói ra. Thân thể của Trần Khuynh Địch cứng ngắc, có lòng muốn rời đi, nhưng lại không dám, một mặt là cảm thấy làm như vậy là dường như không quá lệ phép, khiến cho người khác bị tổn thương một phương diện khác Trần Tiên tiêm thế nhưng lại là nhân vật chính. Thật vất vả mới làm tốt mối quan hệ, vạn nhất bị nàng hiểu lầm cái hành động này, cảm thấy hắn có ác ý đối với nàng, đây chẳng phải là phí công nhọc sức. Xuất phát từ nguyên nhân này, Trần Khuynh địch nuốt một ngụm nước bọt, không nhúc nhích nói ra, không, không có chuyện gì. Ồ, thực sao, Trần Tiên tiêm kéo cánh tay của Trần Khuynh địch, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được da thịt cứng ngắc của ca ca, trên mặt lộ ra một nụ cười, ca ca dường như đang rất khẩn trương đây đây là chuyện tốt. Nếu như ca ca chỉ coi mình là muội muội mà nói, thì sẽ không xuất sáng như vậy. Điều này nói rõ ca ca không chỉ coi mình là muội muội. Đây chính là đặt vững cơ sở trong tương lai. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp khuếch trương loại ý thức này của đại ca ca, về sau liền có thể, hắc hắc hắc, không buồn công mình một mực kiên trì uống sữa cây đu đủ trong khoảng thời gian này, đồng thời đọc sách bồi dưỡng nghị lực nữ tính. Ca ca trần tiêm tiêm nhón chân chậm rãi tới gần trần khuynh địch mà trần khuynh địch thì căng cứng cả người cô ta muốn làm gì giống như đang muốn áp sát vào mình chẳng lẽ là muốn trực tiếp cắt cổ của ta ngay vào trong nháy mắt trần khuynh địch không nhịn được muốn rời khỏi đột nhiên có một cỗ đại lực tràn trề truyền đến trực tiếp kéo trần tiêm tiêm cùng với trần khuynh địch ra này người đang làm gì thế dương xuân trách móc nói thật trong cái chớp nhoáng này trần khuynh địch cảm động đến mức muốn khóc làm tốt lắm dương xuân không buồn công ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy. a, à, đồ kỳ đà, Trần Tiêm Tiêm biếu môi, lại không chú ý tới ở phía sau lưng nàng, lạc tương tư cùng với doanh phượng tiên gần như đồng thời thu hồi tay ngọc thon thon vừa mới lộ ra. Mà sau khi phát hiện ra động tác của đối phương, lạc tương tư cùng với doanh phượng tiên lại là tràn ngập thâm ý liếc nhau một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy ở trong gian phòng kín đáo có một cơn gió lạnh thổi qua. Đúng, đúng, theo bản năng, Trần Khuynh địch vũ hai tay, sau đó lớn tiếng nói, mặc dù kế hoạch lần này của chúng ta là nhằm vào tiêu gia, nhưng có một cái sự tình ta muốn thông báo một chút. Sự tình gì? Là sự tình có quan hệ đến tiêu gia, nếu có thể thì tốt nhất đừng giết sạch toàn bộ, giống như là tịch thu tài sản và giết cả nhà trước đó tốt nhất là đừng làm. Đương nhiên cũng không nói là hoàn toàn không giết, ông nên giải thích như thế nào đây, nói đúng ra là chỉ cần giết những người để có thể khống chế tràng diện là được rồi. Nếu như bọn họ đầu hàng, liền phế bỏ võ công, không nên chém giết quá nặng." "Hả? Vì sao?" Trần Khuynh Địch vừa nói ra, bốn nữ liền nhau nhau ngây ngẩn cả người, có một chút không minh bạch ý tứ của Trần Khuynh Địch, kỳ thật cũng rất đơn giản. "Chuyện này về sau các muội sẽ biết." Trần Khuynh Địch cũng không giải thích, mà nếu nói ra lý do thì sẽ là, bởi vì Tiêu Lạc Thủy còn đang ở bên ngoài, hơn nữa còn có một bộ phận đệ tử Tiêu gia ở Thuần Dương Cung cho nên nếu như giết chết toàn bộ mà nói, về sau trở về thuần dương cung gặp bọn họ sẽ rất xấu hổ. Mà nếu nói ra, hắn sợ rằng sẽ bị bốn nữ xem thường, ông, cho nên vẫn không nên nói. Mà ở trong thời điểm Trần Khuynh Địch đang lăn tăn, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư lại là không hẹn mà cùng cúi đầu, bắt đầu suy tư. Không tiêu diệt tiêu gia, chẳng lẽ sư huynh cảm thấy sự tình tiêu gia còn có biến cố gì, cho nên dự định lưu lại một chút chuẩn bị ở phía sau, nhưng có thể là có biến cố gì. Bây giờ tiêu gia hỗ trợ lẫn nhau cùng với tam anh hội, tận lực lưu thủ cũng không có tính giá trị thực chất nào mới đúng, nhưng mà Trần Sư Huynh thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối sẽ không có khả năng nói ra loại lời nói không có một chút thâm ý nào, cho nên ở trong này nhất định là có đồ vật gì đó mà các nàng không biết, rốt cuộc là cái gì đây? Ừ, vậy ta liền đi trước. À. Cùng tiện Sư Huynh, sau khi cáo biệt bốn nữ, Trần Khuynh Địch liền đi thẳng đến tử lâu, tung người đi về phía sơn trang phong tuyết, mà ở một bên khác ngay vào thời điểm bốn nữ bắt đầu chuẩn bị triệu tập binh mã tập kích bất ngờ tiêu ra thì báo đại nhân ở ngoài cửa có người muốn gặp ai là lão phu lời còn chưa dứt một cỗ khí tức mênh mông chính là truyền đến từ bên ngoài từ lâu sau đó một vị lão nhân mà bốn nữ đều rất quen thuộc chắp hai tay ở sau lưng nhanh chân đi vào bên trong từ lâu chỉ là khiến cho bốn nữ cảm thấy ngoài ý muốn là ở trên người của ông lão này cũng không mặc áo bào trắng, mà là một bộ tang phục màu trắng xám, là tiêu lâm thân, đại trưởng lão tiêu gia. Bốn nữ chỉ hơi ngẩn người, sau đó gần như đồng thời bạo phát ra khí tức của bản thân, bốn người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý tứ của nhau. Chẳng lẽ tiêu gia muốn ra tay trước để chiếm được lợi thế, nhưng mà không đợi bốn nữ hành động, tiêu lâm thân lại chủ động thu hồi khí tức của bản thân, hướng về phía bốn nữ bất đắc dĩ cười cười nói, không cần phải khẩn trương, lần này Lão Phu tới cũng không phải là vì chiến đấu. Vậy thì vì cái gì? Lão Phu tới là để đầu hàng, Tiêu Lâm Thân vô cùng thức thời nói ra, mà sau khi nghe xong bốn nữ càng là kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng được. Đầu hàng, chuyện này là ra sao, làm sao tiêu ra nhanh như vậy đã tới đầu hàng. Mấy vị nữ hiệp thuần dương cung còn chưa biết sao, tiêu nguyên thần gia chủ tiêu gia chúng ta đã bị cầu tặc tam anh hội hãm hại, hãm thân ở sơn trang tuyết sơn, bây giờ chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Cái gì? Lời nói của tiêu lâm thân lần thứ hai làm bốn nữ rung động, mà đúng vào lúc này, lạc tương tư cùng với trần tiêm tiêm mới xem như là kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đây chính là nguyên nhân mà sư huynh lưu cho tiêu gia một con đường sống. Biến cố. Không sai nhất định là ở giữa tiêu nguyên thần cùng với minh vô nhai đã xảy ra biến cố gì đó dẫn đến tiêu gia liền lập tức quyết liệt với tam anh hội không thể không đầu nhập vào phía bên mình đúng không sai chính là như vậy không cần phía bên mình đưa ra ích lợi bản thân minh vô nhai liền hãm hại tiêu nguyên thần cứ như vậy tình thế không thể nghi ngờ là sẽ không giống nhau đồng dạng là thành lập uy thế, nhưng các nàng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp là tiêu diệt tiêu gia, lấy giết chóc để thành lập uy danh, nhưng sư huynh đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái cấp độ này. Chỉ cần bày mưu nghị kế, liền có thể dễ dàng đùa bẫn tiêu gia ở trong lòng bàn tay, hiện tại tiêu gia đã bị tam anh hội bức bách, tất nhiên là muốn gia nhập vào giới quyền của các nàng. Cứ như vậy, không chỉ có thể lập nên uy nghiêm, còn có thể tránh khỏi khả năng tổn thất to lớn mang tới vào thời điểm tịch thu tài sản và giết cả nhà. Diệu quả thực tuyệt diệu không thể tả. Cái này chẳng lẽ là cũng nằm ở trong kế hoạch của sư huynh hay sao? Nhưng nếu nói như vậy, sư huynh tiến về sân trang phong tuyết chẳng phải sẽ thành tựu chui đầu vào lưới? Không đúng, không đúng, sư huynh đây chỉ là làm động tác giả. Không sai, nhất định là như vậy. Trên thực tế có lẽ chỉ là để cho minh vô nhai cảm thấy là sư huynh tiến về sân trang phong tuyết, nhưng trên thực tế lại đi rất chậm, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Đúng nhất định là như vậy. Hát xì, Trần Khuynh Địch đi được nửa đường bỗng nhiên hắt hơi một cái, không tự chủ nắm thật chặt áo khoác ở trên người. Thời tiết có chút lạnh, vẫn nên hoàn thành công việc sớm một chút, thế là Trần Khuynh Địch liền tăng nhanh bộ pháp tiến về Sơn Trang Phong Tuyết, ở trên mặt đất trong tế đàn tại Sơn Trang Phong Tuyết. Ôi, tiêu nguyên thần từ từ mở mắt, sau đó khá là mờ mịt nhìn vách đá màu đen trên đỉnh đầu, sau nửa ngày mới xem như là lấy lại tinh thần ta không chết, khác biệt cùng với tử vong trong tưởng tượng. Lúc này tiêu nguyên thần đang bị cột vào ngay trung tâm tế đàn, xung quanh thì là 36 cây cột tinh thiết, ở bên ngoài thì là 72 cây cột bằng đồng. Những cây cột này được bố trí vô cùng cẩn thận, nhìn xuống từ chỗ cao, mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp to lớn. Người đương nhiên là không chết. Thành âm quen thuộc truyền đến từ nơi không xa, trong phút chốc, sắc mặt của tiêu nguyên thần liền trở nên cực kỳ tái nhợt, muốn điều động cương khí trong cơ thể. Đồng quy vu tận cùng với chủ nhân của thanh âm, nhưng làm cho hắn hoảng sợ là, cho dù hắn phát lực như thế nào, lực lượng trong cơ thể cũng không phản ứng một chút nào. Đừng cậy khỏe, ta đã dùng chấn hồn đinh khốn trụ nguyên thần của ngươi, dùng phá cương kiếm khóa đan điền thậm chí là kỳ kinh bách mạch của ngươi, cộng với độc trùng miêu cương đạo. Toàn thân cao thấp của ngươi bây giờ, cường khí, nguyên thần, huyết khí, toàn bộ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi cũng đã sớm triệt để biến thành một phế nhân. Bình vô nhai, tiêu nguyên thần trận tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía thân ảnh toàn thân mặc áo bào trắng, có khuôn mặt chữ quốc, nhìn qua rất quang minh lẫm liệt, hàm răng của tiêu nguyên thần phẳng phất như bị cắn nát vậy. Được rồi, đừng có nhìn ta như vậy, loại ánh mắt này ta đã thấy nhiều. Đình vô nhai hoàn toàn không để ý đến sự oán hận của tiêu nguyên thần, thậm chí còn có một chút kích động, hắn trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt của tiêu nguyên thần. Đều đã rơi vào cái tình trạng này, tiêu gia chủ, người cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi giấu giếm. Không sai, người thế nhưng đã trêu đùa ta thật khổ, mau nói. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết của ta ở nơi nào, tiêu nguyên thần. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, đó là đồ chơi gì, là võ công sao? Người nói cái gì, tiêu nguyên thần nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra sự nghi hoặc, hắn thực sự là không hiểu rõ minh vô nhai đang nói đến cái gì. Theo lý thuyết nếu đối phương lưu lại một mạng cho hắn, vậy thì hẳn là sẽ hỏi thăm võ công ở trong tàng kinh các tiêu gia mới đúng chứ. Còn về thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, tiêu nguyên thần đúng là chưa từng nghe qua. Ở trong tàng kinh các của nhà ta còn có đồ vật như vậy sao? Hừ! Con muốn giả ngu với ta, xem ra ngươi là chưa thấy quan chưa đổ lệ a à, tiêu nguyên thần, thấy tiêu nguyên thần ngoan cố như thế, mình vô nhai cũng chỉ cười lạnh, thầm nghĩ ở trong lòng. Quả nhiên là không nằm ngoài sở liệu của ta, đổi lại là ta, một môn tuyệt thế thần công không thể nghi ngờ chính là hy vọng cuối cùng để lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh. Làm sao lại có thể giao ra tùy tiện như vậy, suy bụng ta ra bụng người, phản ứng của tiêu nguyên thần đã sớm nằm ở trong dữ liệu của Minh vô nhai. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Đều đã đến trình độ này, tên tiêu nguyên thần này lại còn muốn lật ngược tình thế, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mình vô nhai dùng hai tay kết ấn, trong nháy mắt toàn bộ tế đàn liền bắt đầu vận chuyển, từng đạo từng đạo trận văn sáng lên theo cây cột tinh thiết giống như là xiềng xích quấn quanh ở trên người của tiêu nguyên thần không được bao lâu tiêu nguyên thần liền phát ra tiếng kêu kinh sợ thảm thiết đau khổ kịch liệt truyền đến từ bên trên trận văn đây chính là tế đàn huyết nhục ta ngược lại muốn xem xem thống khổ bị tế đàn mạnh mẽ rút máu thịt ra có thể khiến cho ngươi mở miệng hay không tiêu nguyên thần cắn chặt hàm răng điên cuồng mắng chửi ở trong lòng mở miệng mở con mẹ nó miệng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết đó là vật gì thế Ta không biết, thấy tiêu nguyên thần lộ ra sắc mặt dữ tận, nhưng vẫn uy vũ bất khuất như cũ. Mình vô nhai cũng hơi nhíu mày, nói, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao tiêu nguyên thần, hay là ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một môn tuyệt thế thần công là liền có thể lật ngược tình thế. Tuyệt thế thần công, tiêu nguyên thần há to miệng, mắng to ở trong lòng, mẹ nó. Lão tử nếu như có tuyệt thế thần công, vậy thì ngươi sẽ là người thứ nhất bị ta chém thành thịt vụn. Bảo nói thần công của ta rốt cuộc bị ngươi để ở nơi nào? Ta, ta không biết. Người còn dám nói là không biết, mình vô nhai tức điên, dâu tóc dựng lên, nói, ngày đó ta đã rõ ràng cảm nhận được khí tức của thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, mà lúc kia ở hiện trường chiến đấu, chỉ có ngươi và Trần Khuynh Địch, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai, tiêu nguyên thần. Lúc đó còn có Trần Khuynh Địch nữa cơ mà. Dựa vào cái gì mà ngươi lại trực tiếp nghĩ đó nhất định là ta, Nói đến, lúc trước vào thời điểm Trần Khuynh Địch chiến đấu cùng với ta, thật đúng là đã thi triển qua một môn võ công có thể triệu hồi ra huyễn ảnh nhật nguyệt có bộ dáng như lò luyện. Bất kể nhìn như thế nào, đều là Trần Khuynh Địch có hiểm nghi lớn nhất. Là Trần Khuynh Địch, tiêu nguyên thần vừa chịu đựng đau nhức kịch liệt, vừa dãy dụa nói ra bốn chữ này. Mà sau khi nghe được lời nói của tiêu nguyên thần, mình vô nhai lại cười khinh thường một tiếng, nói, tiêu nguyên thần, người thật sự coi ta là kẻ ngốc hay sao? lão từ lúc trước thật vất vả mới tìm được truyền thừa của âm dương ma đế, hao hết trăm cái nghìn đáng giết vào trong đó, ta dám khẳng định, truyền thừa tuyệt đối chính là ở chỗ đó. Chỉ là do bị người trộm đi mà thôi, trước khi ta đến tuyệt đối là không có ai tiến vào nơi truyền thừa, người nói xem, khi đó Trần Khuynh Địch đang ở đâu. Người ta còn mẹ nó đang ở thuần dương cung. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch còn có thể cách nhìn vạn dặm ở trong thuần dương cung lấy đi tuyệt thế thần công của lão tử hay sao? Thật sự là làm cho cười cho thiên hạ cho nên chỉ có ngươi. Không thể nghi ngờ, chỉ có ngươi là võ đạo tông sư ở Ung Châu Đạo vào thời điểm đó mới có năng lực trộm đi tuyệt thế thần công của ta. Nói đến việc này, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi ngươi, chỉ là một mực khổ sở vì không tìm thấy chứng cứ. Kết quả là ngươi lại dám vận dụng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết ở trước mặt của ta, thật sự là không biết sống chết. Thế nào, lần này hẳn là đã lộ ra đuôi hồ ly rồi chứ, một đời anh danh của bàn hội chủ, làm sao có thể bị ngươi lừa bịp? Ta không phải, ta không có, ta thực sự là không biết. Còn chưa chịu nói, hành hạ trọn vẹn trong một canh giờ, tiêu nguyên thần vẫn không hề nói ra cái gì, cuối cùng thậm chí rốt cục là không chịu nổi đau đớn kịch liệt, đã trực tiếp hôn mê. Mặc kệ mình vô nhai thì triển thủ đoạn gì cũng không tỉnh lại, nếu như không phải còn có một tia khí tức yếu ớt, mình vô nhai thậm chí còn cho là đối phương đã chết. Vậy mà mặc dù là như thế, tiêu nguyên thần vẫn rất kiên cường, uy vũ bất khuất. 2 nhìn tiêu nguyên thần đã hôn mê, mình vô nhai thở dài thăm thẳm. Kỳ thật vào thời điểm đang hành hạ, hắn cũng từng dụ dỗ, hứa hẹn có thể cho tiêu nguyên thần một con đường sống, thậm chí còn vì thế mà phát lời thể độc tâm ma. Nhưng tiêu nguyên thần vẫn không hề bị lay động, cho dù là một chữ cũng không hề nói ra, không nói đến những cái khác, phần tinh thần này đã khiến cho người ta vô cùng kính nể. Trung Quy cũng là một hán tử có cốt khí. Tốt. Hôm nay mình vô nhai ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngày mai lại tiếp tục ta cũng không tin là dương của người cứng như vậy. Ta nhất định phải lấy cho được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, phải biết rằng tòa tế đàn tà thần có quan hệ đến việc bản thân hắn đột phá đến cảnh giới vạn pháp quý nhất, là cơ duyên tiến thêm một bước, nhưng hắn làm sao có thể tình nguyện làm một võ giả vạn pháp quý nhất phổ thông. Chỉ là đột phá còn chưa đủ, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết có thể làm cho nội tình cùng với thực lực của hắn tăng lên thêm một cái cấp bậc thiền tôn thái bình đạo môn thái hoa tiên nhân thuần dương cung phổ độ thánh tăng phật môn còn có thánh hoàng đại càn cái cảnh giới kia của bọn hắn cái cảnh giới trí cao vô thượng kia mình vô nhai cũng muốn đi xem một chút mặc dù có một chút không biết lượng sức nhưng thân là võ giả nếu như nghĩ cũng không dám nghĩ vậy thì còn tu luyện cái gì đó mới là truy cầu cuối cùng của minh vô nhai cho nên tiêu nguyên thần chỉ có thể chịu khổ nói thật cái tinh thần kiên cường này của tiêu nguyên thần cho dù là minh vô nhai cũng có một chút bội phục ý niệm tới đây một cái ý niệm lại là không thể ức chế sông lên trong đầu của minh vô nhai cái thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết này sẽ không phải là ở chỗ của trần khuynh địch đó chứ minh vô nhai làm sao có thể phân tích của ta chuẩn xác như vậy trần khuynh địch không thể nào là tên cầu tập đã cướp đoạt thần công của ta nhất định là ở trên người của tiêu nguyên thần Tại Hà Nhạc Thành thuộc Cung Châu Đạo, nơi này là khu vực mà Tam Anh hội quản hạt, cũng là chỗ đặt chân tạm thời của Tiêu gia, bởi vì nguyên nhân nó nằm gần một con sông lớn chảy xiết, đồng thời tựa lưng vào núi lớn, cho nên mới được đặt tên là Hà Nhạc Thành. Xem như là lãnh địa của Tam Anh hội, tòa thành nhỏ này có thể nói là đã thật lâu rồi không có trải qua chiến loạn, bất kể là phân tranh giang hồ hay là võ lâm báo thù, ở dưới uy thế của Tam Anh hội trên cơ bản đều được khống chế ở bên trong một trình độ có thể cho phép cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến bách tính ở trong thành, mà chỉ cần không có người gây chuyện nhiễu loạn trật tự, triều đình tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đi quản những người trong võ lâm kia, nhưng mà hôm nay, tình huống lại khác biệt. Chuyện lệnh của hội chủ. Bảo vệ Hà Nhạc thành. Người của tiêu gia cho dù là một người cũng không cho rời đi, một lượng lớn tinh anh tam anh hội giống như là thủy triều, người người mặc chiến giáp tản ra khí tức khủng hậu cấp tốc bao vây toàn bộ Hà Nhạc Thành, trang bị ở trên người của những võ giả này mặc dù không bằng quân đoàn mà Trần Khuynh Địch mang tới, nhưng ở bên trên thực lực lại khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thuần một sắc võ giả hậu thiên, hơn nữa chỉ ít đều là xuất thần nhập hóa, một phần ba có tu vi đăng phong tạo cực, có số lượng khoảng chừng mấy ngàn người. Cổ thế lực này cho dù là đặt ở trong quân đội, cũng đều được xem là một nhánh đội ngũ tương đối khá, thậm chí có thể xưng là quân đoàn vạn người mà đây cũng chỉ là một góc của thế lực Tam Anh Hội mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, mình vô nhai kinh doanh mấy chục năm ở Ung Châu Đạo, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhất là 12 vị chiến tướng Tam Anh Hội phụ trách xuất lĩnh nhánh đội ngũ này, 10 vị chiến tướng đứng ở phía sau cùng, khí tức ở trên người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cảnh giới luyện thần phản hư. Mặc dù khí tức có mạnh có yếu, nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó, có thể so sánh với 10 thế lực nhị lưu liên hợp lại, mà hai người cầm đầu càng là có tu vi hợp đạo tôn giả. Phải biết rằng, ở trong toàn bộ ung châu đạo, trừ bỏ hai đại thế lực khác ngoài tam anh hội, thống soái của Thanh Long Trang cùng với tiêu cục liệt dương, bất quá cũng chỉ là hợp đạo tôn giả mà thôi. Hiện tại tam anh hội liền trực tiếp điều động hai vị hợp đạo tôn giả, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ coi như là không có minh vô nhai ở đây, tam anh hội không có võ đạo tôn sư, nó vẫn là thế lực lớn nhất ở ung châu đạo. Phần uy thế này không thể nghi ngờ là khiến cho người của những thế lực khác ẩn nấp ở bên ngoài Hà Nhạc Thành nhìn trộm tiêu gia cảm thấy sợ hãi. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói là tiêu gia đã liên hiệp cùng với Tam Anh Hội hay sao, nghe nói vị hội chủ Tam Anh Hội. Mình vô nhai kia, còn mời gia chủ tiêu gia tiêu nguyên thần, còn có người hành tàu trong thiên hạ của thuần dương cung kia đi đến sơn trang phong tuyết dùng võ kết bạn đây. Làm sao ở trong nháy mắt, vừa mới qua một ngày tam anh hội liền bao vây tiêu gia, ở bên trong hài nhạc thành thành chủ hài nhạc thành chắp hai tay ở sau lưng đứng ở trên tường thành nhìn đám người tam anh hội tản ra khí thế hung hăng khá là bất đắc dĩ lắc đầu nói giang hồ thảo mãng thời buổi rối loạn đại nhân tam anh hội có nhân số đông đảo nếu như để cho bọn họ vào thành sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn một vị võ tướng hướng về phía thành chủ hài nhạc thành nói ra mà thành chủ thì thở dài nói yên tâm đi bây giờ đang là thời khắc mẫn cảm vô luận là tam anh hội hay là tiêu gia cũng không dám làm lớn chuyện bọn họ đánh thì cứ để cho bọn họ đánh là được rồi nếu như thật sự dám tác động đến hài nhạc thành chúng ta trong mắt của thành chủ hài nhạc thành lóe lên một đạo lãnh quang thật sự cho rằng quan viên đại càn chúng ta đều là bài trí hay sao cùng lắm thì thượng tấu một cái đừng quên cái ung châu đạo này cuối cùng vẫn là của triều đình nếu như ta nhớ không lầm uy châu đạo lãnh địa của uy võ hầu hẳn là ở ngay tại lân cận nếu như võ lâm thảo mãng thực sự dám không để ý tới luật pháp triều đình hoạn loạn dân chúng mà nói triều đình sẽ không để yên uy võ hầu là một trong chín đại võ hầu đại càn phụ trách trấn áp nội bộ có hắn trấn áp tin tưởng là tam anh hội cũng không dám làm quá phận huống chi bây giờ đang là thời kỳ tây vực xâm lấn là thời kỳ triều đình có thần kinh nhạy cảm, nếu như Tam Anh hội thực sự làm chuyện gì khác người, chỉ sợ triều đình sẽ là bên thứ nhất bắt hắn khai đao, giết gà dọa khỉ. Cho nên đối mặt với sự phách lối của Tam Anh hội, sắc mặt của thành chủ Hà Nhạc Thành mặc dù rất khó coi, nhưng không có ý tư e ngại. Mà ở phía đối diện, Tam Anh hội quả nhiên cũng là như dự đoán của thành chủ Hà Nhạc Thành, cũng không có trực tiếp cường hoành phá thành mà là thành thành thật thật làm tốt thủ tục mới tiến vào bên trong hài nhạc thành, sau đó lập tức dọn đường và vây quanh phủ đệ tiêu gia. Sau khi chờ đám người tam anh hội làm xong tất cả mọi thứ, thám tử của các đại thế lực võ lâm ung châu đạo cũng đã sớm nhận được tin tức mà tụ tập tới. Hai mắt sáng lên mà nhìn chăm chằm vào đám người tam anh hội mà hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả cầm đầu thì liếc nhìn nhau, sau đó cũng chủ động đứng ra, lên tiếng nói. Truyền lệnh của hội chủ, tiêu gia tiêu nguyên thần, tu hành công pháp ma đạo, bản ý của hội chủ nhà ta chính là điều tiết tranh chấp võ lâm. Lại không ngờ được lại bị tên ác ma tiêu nguyên thần kia ám toán, bây giờ bản thân đã bị trọng thương, đang liều mạng từ đấu với tiêu nguyên thần ở trong sơn trang phong tuyết. Thật sự là không thể phân thân, lại lo lắng đồng đạo võ lâm lọt vào ma trào của tiêu gia, cho nên đã điều động chúng ta đến đây, nhất cử tiêu diệt tiêu gia, trả lại một cái thế giới tươi sáng cho võ lâm trung nguyên. Ồ, lời này vừa ra, đám thám tử của các đại thế lực ở chung quanh nhau nhau cảm khái không hổ là đệ nhất thế lực ung châu đạo, cái da mặt này quả nhiên không phải là dây bình thường. Phải biết là vào thời điểm ngày hôm qua, Tam Anh Hội còn tuyên truyền ra bên ngoài, nói tiêu gia chính là hậu duệ của cự hiệp tiêu hạo nhiên, ở ung châu đạo chính là giang hồ chính đạo mẫu mực, là điển hình để cho mọi người noi theo, hiệu triệu tất cả các thế lực tiến hành học tập đệ tử tiêu gia, hàng ngày đưa ông bà già băng qua đường trên đường phố. Nhìn thấy một văn tiền liền giao cho thúc thúc thành vệ binh, còn có nếu thấy việc nghĩa thì phải hăng hái làm. Nói tóm lại, cứ phải gọi là cực kỳ tôn sùng đối với tiêu gia, chỉ kém vỗ ngực mà nói, từ nay về sau chúng ta sẽ bảo bọc tiêu gia. Kết quả thì sao? Ngay cả 24 giờ còn chưa trôi qua, người tam anh hội liền trở mặt không quen biết trong nháy mắt, còn trực tiếp phái đại quân đến muốn tiêu diệt tiêu gia, chuyện này thật sự là quá âm hiểm. Rõ ràng là đã sớm có dự mưu, khiến cho các đại thế lực không kịp phản ứng, chờ đến khi bọn hắn chạy tới, chỉ sợ là cái tiêu gia này đã sớm bị diệt. Già sản tích lũy nhiều năm của tiêu gia như vậy, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch, chỉ sợ rằng tất cả cũng đều bị đám gia hòa tam anh hội không biết xấu hổ này lấy mất. Quá vô sỉ. Vào thời điểm mọi người ở đây nhao nhao thầm mắng tam anh hội hèn hạ ở trong lòng, đột nhiên, từ một chỗ khác ở trong hài nhạc thành lại nổi lên từng đạo từng đạo khí tức hùng hậu. Giống như từng đạo từng đạo ánh sáng phóng lên tận trời, mặc dù về số lượng không bằng đại quân võ giả tam anh hội, nhưng về khí thế lại không hề kém một chút nào hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả cầm đầu sững sờ, tự động bạo phát ra khí tức của bản thân, hướng về khí tức rõ ràng là đang chọc khoái tiến hành áp bách, ầm Vào giây tiếp theo, năm đạo khí tức ngất trời trực tiếp đảo loạn thiên địa nguyên khí ở trên không trung hài nhạc thành, cũng mang theo áp lực cực lớn đè ép về phía hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả tam anh hội, trong đó có một đạo khí tức là cảnh giới hợp đạo tôn giả, mà bốn đạo khí tức khác thì tương đối yếu kém, nhưng hợp lại cùng với nhau lại không kém một chút nào so với hợp đạo tôn giả chỉ chốc lát sau thần sắc của đám người tam anh hội liền biến đổi mà đám thám tử của các đại thế lực ở chung quanh cũng phản ứng lại ở bên trong đám người đối kháng với tam anh hội này khí tức hợp đạo tôn giả rất rõ ràng là của vị đại trưởng lão tiêu gia tiêu lâm thân kia nhưng bốn đạo khí tức khác là dương xuân còn có lạc tương tư trần tiêm tiêm doanh phượng tiên nếu ta nhớ không lầm, các nàng giống như đều là thủ hạ của người hành tàu trong thiên hạ của thuần dương cung, đám người ưa thích tịch thu tài sản và giết cả nhà này vì sao lại đến đây? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ tiêu gia? Không thể nào, trong đám người cũng có người không linh thông tin tức, chỉ muốn xem náo nhiệt, hỏi, vị nhân huynh này, ta thấy bốn cô gái kia đều rất xinh đẹp, làm sao lại biến thành kẻ hung hãn? Người đúng là không có kiến thức, các nàng đều là thủ hạ của người hành tàu trong thiên hạ của thuần dương cung. Đấy thế nhưng đều là tư liệu tuyệt mật bình thường ta sẽ không nói cho người khác biết hiện tại ta sẽ vụng trộm nói cho người biết vì đại nhân người hành tàu trong thiên hạ kia trước đó thế nhưng đã có tiền án nghe nói trước kia hắn đã giết trăm vạn người ở nam cương đạo ngay cả tổng bộ đầu lục phiến môn cùng với đại đô hộ nam cương đều kinh ngạc vạn phần gọi hắn là sát nhân của ma khủng bố như vậy cho nên theo suy đoán của ta, những cô gái xinh đẹp kia chính là ở dưới sự bồi dưỡng của sát nhân cuồng ma mới trở thành bộ dạng như thế này, biến thành những người ưa thích tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đáng tiếc là những mỹ nữ khuynh nước khuynh thành này thế nhưng lại biến thành kẻ hung hãn. Thật sự là khiến cho người ta tiếc hận không thôi. Xác thực là như thế, sát nhân cuồng ma chỉ cần nghe thôi đã thấy phi thường khủng bố. Tiêu lâm thân còn có trong hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả tam anh hội đứng ở phía trước nhất, đệ nhất chiến tướng trao mày mà nhìn tiêu lâm thân, còn có bốn người đứng lạc tương tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đứng ở bên cạnh, mà ở bên cạnh hắn, đệ nhị chiến tướng cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên là tình thế đã có một chút nằm ngoài dự tính của bọn hắn. Vốn dĩ mà nói, lần này Tam Anh hội đột nhiên bao vây tiêu gia, chính là sử dụng chiến thuật đánh bất ngờ, không chỉ có bản thân tiêu gia không phản ứng kịp, mà ngay cả những thế lực gây bất lợi đối với tiêu gia trước kia cũng không kịp phản ứng. Sau khi bọn hắn xuất động lực lượng, hẳn là có thể hủy diệt tiêu gia ở bên trong một canh giờ. Ở dưới thế tiến công chấp nhoáng, đợi đến thời điểm những người khác phản ứng lại, Tam Anh Hội đã sớm hoàn thành mục đích. Nhưng bây giờ xem ra, tiêu gia thế mà đã sớm có chỗ cảnh giác.